Chào mừng các bạn đến với video này của Gã Excel. Trong bài học hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ đồ thị thực tế và mục tiêu trên cùng một đồ thị. Ví dụ mình hiện là thực tế này, ngân sách và dự báo trên cùng một cái biểu đồ hình cột ở đây ạ. Mình có dữ liệu ba vùng là Bắc, Trung, Nam. Cái phần màu nâu nhỏ nhỏ đây là phần thực tế này. Đấy, cái phần gạch màu xanh ở đây là phần dự báo này. Đấy, còn cái phần màu đen ở đây là ngân sách. Và mình sẽ hiện các cái giá trị bên cạnh để các bạn nhìn thấy nó là bao nhiêu. Còn cái mark invisible này các bạn chú ý nhé, mình phải có mark invisible để nó có cái đường viền trắng ở đây. Đấy, nó sẽ có cái khoảng trắng ở đây, còn nếu các bạn không có thì sẽ không làm được cái việc đấy nhé. Còn cái mark outline là gì? Tức là cái giá trị lớn nhất của cái vùng dữ liệu này, để đảm bảo là cái mark outline và mark invisible nó lớn hơn cái vùng dữ liệu của mình. Các bạn thấy nó rất là đẹp ạ, mình có thể hiện nhiều thông tin trên cùng một đồ thị. Ngoài ra ấy, thì mình sẽ hướng dẫn thêm các bạn là mình có thể hiện đồ thị theo cái ba tràn này. Ok. Nào, mình cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay. Giả sử đây là vùng dữ liệu của chúng ta, có 3 vùng là Bắc, Trung, Nam. Đây là các trường thông tin về thực tế này, ngân sách, đây là dự báo. Tiếp theo là mark invisible và mark outline. Các bạn chú ý nhé, mark invisible và mark outline là bằng nhau. Và ở đây mình đã dùng công thức là bằng mark của cái vùng dữ liệu và cộng thêm 50. Tức là mình để đảm bảo cái mark visible và mark outline này luôn luôn lớn hơn cái vùng dữ liệu của mình nhé. Thì đầu tiên ý, mình sẽ vào thẻ view, mình bỏ grid line đi. Sau đó các bạn bôi đen cái vùng dữ liệu và mình vào thẻ home. Các bạn chọn gì ạ? Các bạn chọn all border cho mình. Đấy, bây giờ mình sẽ bôi đen cái vùng dữ liệu để mình vẽ đồ thị nhé. Sau đó các bạn vào thẻ insert. Đây, trong cái phần chart này này. Đấy, các bạn sẽ chọn cái đồ thị đầu tiên nhé. Column 2D. Bây giờ mình sẽ chuyển cái vùng dữ liệu Bắc Trung Nam ở lên trên và các cái thông tin này sẽ xuống dưới nhé. Thì đầu tiên ý, các bạn sẽ tích vào cái phần biểu đồ. Đấy, trong cái thẻ design các bạn sẽ vào thì switch round and column ở đây. Đấy, thì đây là đồ thị mình mong muốn rồi nhé. Mình để xóa cái này thì các bạn tích chuột trái vào đây này. Xong các bạn bấm delete. Đấy, mình sẽ xóa cái thanh ngang ở đây đi, nhìn sẽ đẹp hơn. Tiếp theo mình muốn xóa cái line này ngăn cách giữa Bắc Trung Nam đi thì các bạn tích vào phần Bắc Trung Nam này. Các bạn nháy chuột phải nhé. Các bạn chọn Format Exit. Đấy, trong cái mục diện. Đây, các bạn chọn vào Fill này này. Mình sẽ phần Line, các bạn chọn là Low Line. Đấy, ok. Đấy, như vậy là mất các cái ngăn cách Bắc Trung Nam rồi. Tiếp theo các bạn sẽ tích vào cái đồ thị ngân sách như này, màu cam này. Đấy, thì tương ứng ở bên này nó sẽ bôi đen cái cột ngân sách cho các bạn này. Các bạn trong cái phần Fill này, thì mình sẽ tích vào gì ạ? No Fill. Đấy, phần dưới Border các bạn sẽ chọn là Solid Line. Ok, mình sẽ chọn màu, ví dụ ở đây mình chọn màu đen nhá. Đấy, các bạn trong cái phần độ rộng này thì mình sẽ cho là 1.5 đi, tức là cái độ rộng của cái đường line đây này mình sẽ cho là 1.5. Ok, tiếp theo ấy, các bạn sẽ tích vào cái phần dự báo này. Đấy, thì cái đồ thị dự báo được chọn, các bạn chọn gì ạ? Trong phần fill các bạn chọn là no fill nhá. Đấy, ở dưới mình sẽ cho một cái màu khác đi, ví dụ ở đây mình sẽ chọn solid line này, các bạn sẽ chọn màu gì ạ? Mình chọn màu xanh này đi ạ. Độ rộng mình cũng để 1.5 nhé. Đấy. Tiếp theo là cái phần gì? Mark Invisible. Cái phần Mark Invisible đây là mình giải thích trước đấy rồi ạ. Mình sẽ để là độ là rộng nhất nhé. Thì tương tự các bạn sẽ chọn gì ạ? Các bạn chọn No Fill này. Ở cái phần Border ấy, mình sẽ chọn gì ạ? Solid Line. Đấy. Riêng cái phần màu ấy, mình sẽ chọn trùng với cái màu nền. Thì cái màu nền ở đây đang là màu trắng đúng không ạ? Thì mình sẽ chọn nó là màu trắng để nó không hiển thị ạ. Đấy, ở đây mình cho lớn nhất đi, ví dụ mình cho là 2 đi ạ. Ví dụ mình cho 2.5 nhé. Đấy. Ok, tiếp theo mình sẽ tích vào cái cột này là cột Mark Outline. Đấy, các bạn thấy không? Khi mình tích vào cái cột khác ý, thì cái vùng Mark Invisible đây đã biến mất rồi. Tại vì mình chọn cái màu nó là trùng với màu nền nhé. Tiếp theo ấy thì trong cái mục Fill này mình cũng chọn gì ạ? No Fill. Đấy, các bạn xuống dưới, mình chọn là Solid Line. Ở đây ví dụ mình chọn border, mình chọn màu nó là màu. Các bạn chọn một màu bất kỳ ở đây nhé. Đấy. Riêng cái phần dash tile này, mình sẽ chọn cái chấm này cho nó dễ nhìn nhé. Cái này các bạn cũng cứ để 0.75 thôi cũng được. Sau đó tiếp theo các bạn sẽ tích vào cái phần điện series option đây này. Đấy. Thì trong cái mục ở dưới các bạn để ý này, series overlap nhé. Mình sẽ kéo hết sang phải ở đây là 100%. Đấy. Thì như vậy là tất cả các cái đồ thị đã gộp vào một đây. Đấy. Cái phần gạch đây này chính là mark outline của mình đấy.
Thì tiếp theo trong cái phần đồ thị này các bạn sẽ tích vào đây này. Mình sẽ chọn giá trị lớn nhất nhé. Basic option ở đây này. Mình sẽ chọn maximum là cái giá trị của mình đang mắc là 440 đúng không ạ? 440. Đấy, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Các bạn chú ý nhé, mình chỉ cần thông tin về thực tế ngân sách và dự báo thôi. Còn cái mắc invisible với mắc online để hiển thị cho các bạn dễ nhìn nữa, mình sẽ xóa đi nhé. Thì các bạn tích vào một cái là các bạn tích một lần nữa. Thì mình chỉ lựa chọn mắc invisible thôi. Các bạn bấm delete này, xóa đi này. Tương tự các bạn tích vào mắc online này. Các bạn tích thêm một lần nữa để chỉ lựa chọn mắc online thôi. Mình bấm delete đi. Đã, như vậy mình chỉ còn thông tin là thực tế ngân sách và dự báo. Các bạn có thể giữ cho trái, các bạn kéo lên góc này cũng được. Cái phần chart thai đây này, mình có thể tích đúp, mình đổi tên nhé. Ví dụ mình ghi gì gì ạ? Dữ liệu biểu đồ theo vùng. Các bạn kéo sang phải này cũng được. Đây các bạn có thể kéo rộng xuống nhé, cho dễ nhìn. Ở đây các bạn chú ý cho mình nhé. Cái phần mà gì ạ? Cái phần ngân sách và dự báo của cái miền Nam đây này, thì nó lại trùng nhau, các bạn sẽ không thể nhìn thấy được. Nó sẽ ưu tiên là cái phần gì, cái phần dự báo là màu xanh như này. Đấy, nó sẽ đè lên cái phần màu đen là phần ngân sách. Đấy, bây giờ mình sẽ làm cho cái phần màu đen này nó rộng lên. Thì mình sẽ biết được là nó trùng nhau nhé. Các bạn chú ý bây giờ mình tích vào đây. Thì nó mặc định nó sẽ lựa chọn cái mắc outline này. Bây giờ mình để lựa chọn được cái phần ngân sách ấy. Thì các bạn làm như sau nhé. Các bạn vào format này. Đấy, thì ở bên trái nó có series này. Thì các bạn tích vào cái mũi tên tam giác này. Mình sẽ chọn cái phần gì ạ? Mình chọn là ngân sách đúng không ạ? Series ngân sách. Đấy, khi bạn chọn ngân sách nhé. Đấy, mình sẽ vào phần fill đây. Phần này mình sẽ 0,75 đây đúng không ạ? Mình sẽ tăng nó lên nhé. Mình sẽ cho nó lớn hơn. Ví dụ mình cho nó là 2 đi. 2,5 đi ạ. Đấy, nó sẽ rõ hơn rồi. Cái màu đen này này, cái phần ngân sách nó đã to lên màu đen. Và cái phần xanh xanh nhỏ nhỏ đây chính là cái phần dự báo. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ trùng nhau ở cái điểm này. Trong trường hợp ấy, mình muốn gì ạ? Mình muốn cái thực tế này xếp sau ngân sách. Đấy, thì mình sẽ làm như sau nhá. Mình muốn thay đổi thứ tự ấy, thì các bạn nháy chuột phải này, các bạn chọn Select Data. Đấy, thì các bạn có thể tích vào thực tế, các bạn move nó xuống. Thì cái ngân sách sẽ được đẩy lên trên. Đấy, tương tự cái dự báo mà các bạn cũng có thể đẩy lên trên. Đấy, tùy các bạn thôi ạ. Các bạn muốn thay đổi cái thứ tự sắp xếp nào thì các bạn chọn nhá. Các bạn chú ý nhá, cái phần dự báo của cái khu vực phía Bắc ấy, nó lại thấp, nó lại nhỏ hơn cả cái phần thực tế ở đây này, cho nên cái đồ thị phần thực tế mình để màu ở đây trùng với dự báo là không đúng. Bây giờ mình sẽ đổi màu cái phần thực tế nhá. Đấy, các bạn tích vào đây thì khi các bạn tích vào phần thực tế không được ấy, tại vì nó sẽ lựa chọn mặc định mắc outline là cái vùng mà dữ liệu lớn nhất của mình ở đây. Các bạn nháy chuột phải nhé, chọn format data series trước đã, thì nó sẽ hiện cái cửa sổ format data series ở đây. Sau đó mình lại làm lại, mình chọn vào format, mình sẽ lựa chọn cái phần thực tế. Đấy, như vậy là cái format data series đây là cho phần thực tế nhé. Mình sẽ vào cái phần fill ở đây. Đấy, mình sẽ chọn solid, mình cho nó là màu nhạt đi. Đấy, nhạt đây, thì như vậy là sau khi mình chọn xong, đây các bạn thấy không, nó đã hiện cái phần dự báo ở đây rồi. Như vậy là một cái đồ thị đây nó có 3 thông tin là gì? Thực tế, ngân sách và dự báo. Các bạn có thể thêm các cái thông tin khác mà mình mong muốn nhé. Thì các bạn có thể đều được làm được như thế này. Tiếp theo ấy, mà để hiện cái đồ thị mà theo bar chart, tức là theo cái hình ngang ấy, thì các bạn sẽ nháy chuột phải vào đây, các bạn copy. Đấy, sau các bạn tích ra cái ô này và các bạn bấm Ctrl V để mình tạo một cái đồ thị giống hệt cái trước. Sau đó các bạn nháy chuột phải vào cái đồ thị mới này này, các bạn chọn gì ạ? Các bạn chọn cái trên chart type. Đấy, và các bạn chọn bar chart. Đấy, các bạn tích OK. Đấy, sau đó các bạn tích vào một cái đồ thị bất kỳ nhé. Mình sẽ chọn gì? Mình sẽ chọn vào cái series option đây và mình cũng chọn overlap ở đây là 100%. Đấy, như vậy mình đã được hai cái đồ thị là cái theo bar chart và theo cái phần column. Bây giờ để hiện giá trị cho cái phần thực tế ngân sách và dự báo ở bên cạnh cái đồ thị thì mình làm như thế nào nhé? Thì đầu tiên các bạn tích vào cái đồ thị ở đây này. Bây giờ mình sẽ lựa chọn cái phần thực tế, các bạn vào format này. Bên này mình sẽ chọn phần thực tế này. Đấy, sau đó cái dấu cộng ở bên phải này, các bạn tích vào đây. Các bạn sẽ chọn gì ạ? Data label ở đây. Khi các bạn trỏ vào cái mũi tên tam giác ở này, mình sẽ chọn cái vị trí nó cần hiển thị. Đấy, các bạn sẽ cho mình là inside bar đi, tức là nó sẽ chọn ở dưới cùng. Tương tự mình cũng lựa chọn cho cái phần thông tin của gì ạ? Ngân sách. Đấy, các bạn cũng chọn data label này. Mình sẽ chọn vị trí hiển thị nhé. Mình sẽ cho nó là ở dưới đi. Đấy, mình sẽ chọn vào inside end đây. Tiếp theo mình sẽ chọn cái phần dự báo nhé. Các bạn vào format mình sẽ chọn cái phần dự báo.
Đấy, các bạn cũng vào data label, các bạn sẽ chọn nha. Các bạn tích là cái hình tam giác đây này. Mình sẽ chọn nó hiển thị ở đâu. Inside and center, outside and. Đấy, mình tích vào outside and, tức là nó sẽ hiện lên phía trên. Đấy, các bạn thấy không? Hiện lên phía trên của cái đồ thị. Đây, như vậy là phía nam ở đây là 390 cho cả ngân sách và dự báo nhé. Giống nhau. Đấy, rất là hay ạ. Ok, như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất từ Gà Excel, cũng như chia sẻ để mọi người cùng học nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.